Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một em camera wifi không dây ngoài trời của thương hiệu Ezevit Hivision. Như các bạn đã biết, thương hiệu Hivision nó đã có mặt cách đây từ năm 2001 và nó phát triển rất là mạnh. Hiện tại nó đang là camera số 1 thế giới. Và công ty Hivision nó đã sản xuất riêng một thương hiệu Ezevit để chuyên sản xuất những camera không dây wifi cho gia đình và hộ kinh doanh nhỏ. Thì hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một em camera ngoài trời không dây là em C3W. Thì con C3W này nó có hai phiên bản. Một phiên bản là phiên bản HD 720p và một phiên bản là Full HD 1080p. Thì như các bạn có thể thấy cái vỏ hộp của nó, ngay trên đầu tiên hình dáng bên ngoài thì nó là hình khối cầu và có hai râu. Thì các bạn cũng có thể biết là cái hình khối cầu này nó đã được đi đăng ký thương hiệu về hình ảnh và thiết kế mẫu mã của nó. Vậy nên trên thị trường các bạn chỉ có thể thấy cái thương hiệu Ezevit này có hình khối cầu thôi. Còn những thương hiệu khác thì nó sẽ mang dáng hình trụ thường thấy. Thì hình khối cầu này nó sẽ, vì là camera trong nhà mà, đây là camera cho gia đình hộ kinh doanh nhỏ, thì cơ bản thiết kế của nó là hình khối cầu cho đẹp và nhìn nó đỡ bị mang cảm giác quá là khó chịu với người hàng xóm, bạn của bạn đến nhà chơi. Thì như em C3W này nó sẽ có một số những cái ứng dụng, như là ở đây nó đã ghi sẵn Night Vision 30m, nghĩa là các bạn có thể nhìn rõ trong bóng tối với khoảng cách là 30m. Talk to way là đàm thoại hai chiều. Cái này camera ngoài trời nhưng mà nó có thể đàm thoại hai chiều. Các bạn có thể gắn ở ngoài cổng và nói chuyện trực tiếp với người bạn đến thăm nhà bạn chẳng hạn. Và nó kết nối Wi-Fi 2.4 GHz. Thì Wi-Fi 2.4 này thì thường gia đình các bạn vẫn dùng Wi-Fi 2.4, vậy nên nó hoàn toàn có thể thích hợp với Wi-Fi nhà bạn. Và nó có hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB. Thẻ nhớ tối đa của nó sẽ là 128GB. Và 128GB thì nó có thể lưu đến khoảng 1 tháng nữa bạn. Lưu đến 1 tháng tùy theo chuyển động của bạn. Và vì nó là camera ngoài trời, thế nên là nó sẽ có tiêu chuẩn IP chống nước. Thì IP chống nước của camera nó không giống như cái địa chỉ IP của máy tính, địa chỉ IP của Wi-Fi nhà bạn, mà địa chỉ IP này, IP 66 này là IP chỉ số chống nước của nó. Với số 6 đầu tiên là chống bụi, số 6 thứ hai là chống nước. Thì số 6 đầu tiên là mức cao nhất để chống bụi rồi, nên là các bạn lắp ngoài trời yên tâm, không thể nào mà có bụi lọt vào camera được. Còn số 6 thứ hai là thể hiện ra chống nước. 66 này thì nó sẽ chống nước như kiểu chống mưa, mưa phùn, mưa rào hoặc là mưa bão, trừ mưa đá thôi các bạn, nó sẽ không chống được mưa đá, nó chỉ chống được mưa bão thôi. Còn lại nó sẽ còn đèn chớp. Nó cái này, camera này ở đây các bạn sẽ thấy một dải đèn chớp của nó. Khi nào có người đến cái vùng bạn cài đặt camera hoặc đến vùng quan sát của camera thì nó sẽ chớp 3 cái hay 4 cái gì đấy. Để chút nữa mình sẽ test thử cho các bạn xem về cái đèn khả năng chống chớp của nó, chớp báo. Và nó có decibel là 100 decibel. Cái này nó sẽ có còi hú báo động nữa. Ngoài đàm thoại hai chiều chống nước với lại nhìn xa 30m với đèn chớp thì nó sẽ còn có là chuông báo động. Các bạn có thể nghĩ rằng, các bạn có thể thấy rằng nếu mà có một chuyển động qua camera hoặc chuyển động qua cái vùng mà bạn đã cài đặt để phát hiện chuyển động thì nó sẽ có đèn chớp này. Tùy theo các bạn bật, nó sẽ có đèn chớp hoặc là còi hú, hoặc là cả đèn chớp và còi hú. Còi hú 100 decibel nghĩa là các bạn đứng cách xa camera 100m thì các bạn vẫn có thể nghe thấy được cái tiếng báo động của nó. Và cuối cùng là nó hỗ trợ lưu trữ trên đám mây. Thì cái hỗ trợ lưu trữ trên đám mây này là nó sẽ bổ trợ cho cái thẻ nhớ này. Nếu các bạn không muốn dùng lưu trữ trên thẻ nhớ thì các bạn có thể dùng lưu trữ trên đám mây để lưu trữ được nhiều hơn.
Thì cái, nhưng mà cái lưu trữ đám mây này hiện tại thì nó đang phải trả phí. Vậy nên nếu mà các bạn muốn lưu trữ trên đám mây thì các bạn phải trả phí hàng tháng cho nó. Đây, vỏ hộp của nó như này. Thì bây giờ mình sẽ mở ra và xem trong hộp của nó có những gì. Trong hộp của nó sẽ bao gồm một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Ở trên đây sẽ có mã QR để mình quét scan camera của mình vào để mình có thể xem trực tiếp. Và một cái sticker để mình có thể dán và mình khoan lỗ theo những cái vít này và mình bắt lên tường. Và một bộ đinh vít 3 cái. Và đây, một cái adapter. Adapter này là 12V. Dây của nó thì khoảng 1,5 m thôi các bạn. Và một bộ để chống nước mưa cho cái mạng LAN, đường kéo wifi. Nếu bạn ở quá xa chẳng hạn thì cái camera này nó cũng hỗ trợ để bạn cắm mạng LAN từ cổng wifi vào để tín hiệu nó được ổn định hơn. Đây các bạn có thể nhìn thấy, nó sẽ gồm một dây nguồn này, một dây nối mạng LAN nếu các bạn muốn, hai rô. Các bạn có thể nhìn thấy cái thiết kế hình tròn của nó, mình có thể bắt dựng đứng như này hoặc là mình điều chỉnh đó, nó có thể điều chỉnh quay thoải mái. Cho nên cái này có thể các bạn có thể bắt ở bất cứ vị trí hay là ở một cái góc tường nào đấy, rất là dễ. Ở đây ở trên camera thì nó sẽ có một cái mic. Cái này mic để đàm thoại hai chiều, mình có thể đàm thoại trong khoảng cách 5 m với camera là mình có thể nói chuyện trực tiếp hai chiều như gọi điện thoại vậy. Đây là cái loa để phát hiện chuyển động, nó sẽ có còi hú hoặc báo hoặc là để phát tiếng ra khi mình đàm thoại hai chiều. Đây là thương hiệu EZFit của nó, được in hai bên. Và ở đây nó sẽ có một cái khe cắm thẻ nhớ micro SD hỗ trợ thẻ nhớ 128GB và một nút reset. Ở phía trước camera thì các bạn có thể thấy rằng nó có một mắt camera và hai cái đèn hồng ngoại, hai đèn hồng ngoại hai bên và một dải đèn chớp. Đó. Và một cái đèn báo chuyển động, báo hiệu là camera đang hoạt động. Khi camera của bạn hoạt động bình thường thì nó sẽ báo đèn xanh, còn không bình thường, mất ổn định chẳng hạn thì nó sẽ báo đèn đỏ để mình có thể dễ dàng phát hiện hơn. Và cái này mình có thể tắt đi trong bóng tối được, mình tắt nó đi để camera mình chìm hẳn trong bóng tối. Đó, vậy cơ bản thì camera này nó sẽ như vậy thôi. Còn lát nữa mình sẽ test cho các bạn về chi tiết các thông số nó đã ghi ở đây, xem là nó có đúng hay sai, có đúng theo cái giới thiệu quảng cáo của cái hãng này không. Thì mình lát nữa mình sẽ cắm con này vào điện thoại và mình sẽ test thử cho các bạn xem. Và như các bạn đã thấy là bây giờ mình đã cài xong cái camera ở trên này rồi. Thì đây là mình, thật ra là mình đã cài xong tối hôm qua rồi, nhưng mà do điện thoại nó hết pin thế nên là nay mình mới có thể quay tiếp cho các bạn xem, để review tiếp xem là cái camera nó có những gì. Thì mình đã cài đặt xong cái ứng dụng EZFit ở đây và cài con này vào. Thì để cài đặt camera này thì các bạn có thể vào xem cái clip kia của mình vào cài đặt EZFit ấy. Thì cài đặt chắc chỉ mất 5 phút là xong thôi, kể cả bạn không biết cài cái gì thì vẫn làm được. Đây là hình ảnh ban đêm của nó, các bạn có thể thấy nó rất là sáng. Đấy, tuy là mình không nhìn thấy gì đâu, mỗi góc này thì nó hơi sáng một chút, nhưng mà đấy các bạn có thể thấy hình ban đêm của nó. Này thì không nhìn thấy gì nhưng mà nó rất là sáng vì nó có hai cái đèn hồng ngoại sáng lắm. Nó không, hai cái đèn hồng ngoại màu đỏ các bạn có thể nhìn thấy, nó không phát ra ánh sáng đâu nhưng mà nó hỗ trợ cho camera rất là tốt. Đấy,
trở lại xem là ban ngày à, xem nó có những cái gì đây. Các bạn có thể thấy là trên màn hình của nó hiện tại nó có hình cái chuông đấy là báo động, cái mic là đàm thoại hai chiều ạ. Đàm thoại thử đàm thoại cái nào, ấn giữ để nói alo đấy, các bạn có thể thấy cái kia nó sẽ nói alo luôn. Mic nó bắt rất là tốt các bạn, nó có thể bắt trong vòng phạm vi 5 mét là các bạn có thể đàm thoại hai chiều thoải mái. Rồi và xem nó còn những cái gì nữa nè. Chia màn hình làm 4. Các bạn cái này bạn có thể cài đặt 4 camera, xem 4 camera cùng một lúc. Đấy và cái nó có nút hình ảnh đấy, các bạn có thể chụp hình ảnh vào bất cứ lúc nào. Đó. Hoặc quay camera đều được. Giờ tạm hết thôi, giờ vào cài đặt xem nào. Xem cài đặt nó có những gì nhé. Đấy, trong phần cài đặt của nó thì toàn hoàn toàn bằng tiếng Việt nhé. Thế các bạn có thể hoàn toàn yên tâm này, không phải lo gì về vấn đề cài đặt, mình có thể nhìn và mình xem được. Nó có đèn trạng thái này, đèn trạng thái là cái đèn màu xanh các bạn vừa thấy. Ánh sáng hồng ngoại này, âm thanh này, thông báo báo động này, múi giờ, định dạng ngày, nghe file. Ok, bạn thử vào cái thông báo báo động này nào. Đấy, thông báo báo động thì mình đang bật. Và nó có nhiều thông báo lắm, có lịch trình thông báo thì mình có thể lựa chọn lịch ngày giờ thông báo chẳng hạn. Nghĩa là một múi giờ nhất định ở đấy nó sẽ thông báo. Nó cái đấy cài xong được. Đây các bạn có thể đặt là cài giờ, ngày giờ báo động. Là thứ báo động gì đấy, lịch trình báo động này, khu vực báo động. Mình đang đặt khu vực báo động là một phần khu vực báo động thôi. Thế là mình chỉ vào một phần nào đấy. Đấy. Những cái phần tô vàng là mình đặt báo động ấy. Nghĩa là người ta mà đến cái phần chuyển động đấy là nó sẽ báo động. Thì báo động ở đây nó có thể là báo động bằng còi hú to chẳng hạn. Còi hú 100 decibel thì nó hú to lắm. Bây giờ buổi tối thì mình không thể đặt còi hú to được. Mình mà đặt thì chắc hàng xóm nó sang nó phang nó vỡ đầu. Nên mình chỉ đặt gọi là tít một cái với lại ánh đèn thôi. Mình có thể test các bạn đấy. Khi mình đấy, khi mình báo, khi mình bước vào cái khu vực mà mình cài đặt báo động ấy thì nó sẽ tít một cái và đèn nó nhấp nháy. Đấy, nó nhấp vài cái nó tắt. Đấy, cứ khi có chuyển động là nó sẽ tít một cái và nhấp nháy. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái báo động của nó. Và bây giờ mình sẽ xem thử cái lịch sử ban ngày của nó xem là, xem hình ảnh ban ngày của nó xem như thế nào nhé. Đấy. Anh có thể quay ngang cho nó sáng. Đấy các bạn có thể thấy hình ảnh ban ngày của nó, đây là buổi chiều nay đấy. Trời mới mưa, rất là sáng. Không có chim ấy. Và có thể thấy là cái mic của nó thu âm rất là tốt. Chim mà nhìn rõ. Chim giờ dưới đất luôn này. Ừ, con chim ở đấy, dưới đất các này. Bạn có thể nhìn thấy con chim khi mình phóng to lên là mình có thể nhìn thấy con chim ở dưới đất. Đó. Hình ảnh rất là nét. Nên cho ngang cho nó rộng dễ nhìn. Đấy là hình ban ngày. Đấy, như các bạn có thể thấy là cái hình ảnh ban ngày của nó thì màu sắc, cái độ nét của nó rất là nét, rất là rõ nét. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm cài đặt con C3 V kép này ngoài trời cho nó.
Đây bạn, buổi tối, chính xác của buổi tối bây giờ đấy. Với điện thoại bình thường mình quay thì chỉ thấy nó mờ mờ thế kia thôi, nhưng nó rất là sáng. Ok, đây là mình đã test xong con C3W trực tiếp tại nhà khách cho các bạn xem. Có gì thì các bạn có thể vào trang web conmắtthứ3.com để tham khảo nhiều mẫu camera hơn. Xin chào các bạn.